cũng nói thêm với mọi người là khoảng 5 năm trở lại đây thì cái sản phẩm Alienware được tiếp cận và sử dụng rộng rãi ở thị trường Việt Nam mình. Lý do là cái nhu cầu nhập khẩu về nó cũng khá là cao và số lượng sản phẩm cũng nhiều hơn. Đó là lý do mà nhiều người mê game hay là những người mà xài đồ họa đều thích trải nghiệm cái dòng Alienware. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Anh Trọn Đời. Cũng như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm dòng laptop gaming. Thì trên bàn của mình hiện tại đang có hai cái dòng gaming rất là nổi tiếng. Nếu mà mấy bạn nào mà yêu game thì có thể sẽ nhận ra. Bên phải là chiếc Dell G7 7590. Con máy này cũng khá là mạnh. Bên trái mình là chiếc Alienware R3, con này là 2017. Tại sao mà mình lại để hai chiếc máy này? Bởi vì nó có cái tầm phân khúc giá tầm khoảng 20 triệu hơn một xíu. Cũng như là mấy cái video lần trước mình nói đó, để mà mình chơi được những cái game mượt và có cái cấu hình mà tương đối cao để mà mình có thể mình chiến được tất cả những cái loại game trên thị trường hiện nay, thì mình nên mua một con máy tầm giá khoảng 20 triệu là hợp lý. Cũng nói thêm với mọi người là khoảng 5 năm trở lại đây thì cái sản phẩm Alienware được tiếp cận và sử dụng rộng rãi ở thị trường Việt Nam mình. Lý do là cái nhu cầu nhập khẩu về nó cũng khá là cao và số lượng sản phẩm cũng nhiều hơn. Đó là lý do mà nhiều người mê game hay là những người mà xài đồ họa đều thích trải nghiệm cái dòng Alienware. Thực ra thì mình chỉ tóm gọn lại một cái ưu điểm và một cái nhược điểm của Alienware này. Thứ nhất là về ưu điểm thì mình nghĩ là nó được thiết kế rất là bắt mắt. Có thể nói là cái tính mà làm chiều lòng khách hàng của cái sản phẩm Alienware là rất là cao. Cho nên là hầu hết những cái tín đồ của gaming đều rất là thích Alienware, bởi vì nó là một cái sản phẩm chuyên về game rồi. Cho nên là về hiệu năng thì chắc chắn là mình không có bàn cãi nữa. Một cái nhược điểm mà mình thấy ở chiếc Alienware đó chính là về cân nặng. Có thể là do cái hiệu năng máy, cho nên là kèm theo những cái spare bạc, nghĩa là những cái linh kiện kèm theo đó. Có thể nói là chất lượng, cho nên là cái cân nặng của nó có thể nói là bị đẩy lên cái trọng lượng máy cũng khá là nhiều. Nếu mà chúng ta bỏ qua được cái phần trọng lượng thì có thể nói là với sản phẩm Alienware thì để giải trí và làm đồ họa thì không thể nào mà chơi được. Sau đây thì chúng ta sẽ tháo cái chiếc máy này để cho mọi người trải nghiệm bên trong máy, coi những cái thiết bị bên trong và những cái khả năng nâng cấp khi chúng ta có thể thay đổi cái nhu cầu của mình á, thì có đáp ứng được hay không. Kế đến nữa mình sẽ test thử, mình sẽ so sánh thử hai hiệu năng của cái chiếc Dell G7 7590 này và chiếc Alienware R3 này. Mặc dù là con này là 2017 và 2019, tuy nhiên hai con đều đang chạy cái cạc là 1060 và bên đây là cạc là 1660 Ti, nghĩa là có tốc độ là đều là 6 ghi như nhau. Nên chúng ta sẽ xem thử hiệu năng nó ra làm sao. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm. Bên trong nó cũng khá là đơn giản. Để xem mình có nhu cầu mình nâng cấp như thế nào hay không. Thì RAM nó tối đa nó sẽ được 32GB, ở đây nó đang có 2 thanh 8GB nè. Bus 2004, 2 thanh 8, này là RAM nó hiện tại đang là 16GB. Đó. Thì mọi người cũng lưu ý là máy này nó có hai cái khe ổ SSD. Thì những cái máy này nó sẽ có cái chức năng là chức năng RAID.
nghĩa là backup dữ liệu. Nghĩa là khi mình gắn thêm một ổ, đang hiện đang là có cái ổ 2280 nè, mọi người thấy không, 256 nè, thì chúng ta sẽ gắn thêm một ổ nữa, nó sẽ backup. Khi mà cái ổ cứng này có sự cố, nó bị chết á, thì nó sẽ tự động nó backup xuống ổ dưới. Chắc chắn là những cái dòng máy mà về đồ họa và gaming là chắc chắn là phải hai quạt, và tản nhiệt của nó phải cực kỳ tốt thì nó mới chịu nổi. Bên trái bên phải có hai cái quạt này, nguyên cái bộ tản nhiệt của nó nè. Cho nên là mọi người lưu ý là khi mà sử dụng chiếc máy này thì tầm khoảng 6 tháng gì đó, mọi người nên tháo ra vệ sinh và mình tra cái keo tản nhiệt, mà mua cái loại keo nó tốt tốt một xíu. Để thực ra mà mấy cái keo mà keo dởm á, khi mà mình tra vô nó nóng nó chịu không nổi là máy nó sẽ tắt cái bụp liền. Đó, mọi người lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta lắp lại và chúng ta test mấy cái phần mềm đồ họa xem nó như thế nào. Chiếc nè, mình coi sơ cấu hình chiếc máy này. Với phân khúc mà tầm 20 triệu hơn một xíu thì mình mua con máy này mình chơi giải trí là và làm việc là rất là ok. Coi 7 nè, 7700HQ, RAM 16GB, SSD thì 256, hồi nãy thì mình có cho mọi người xem rồi. Thì nó có hai cạc nè, một cạc là GeForce GTX 1060, đó, thấy không? Và cái cạc onboard nó là HD Graphics 630. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ so sánh hai hiệu năng của chiếc máy Alienware R3 này và cái chiếc Dell G7 7590. Chúng ta sẽ trải nghiệm hai cái hiệu năng và mình có một cái sự so sánh, mình lựa chọn cho nó phù hợp. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ test bằng một cái phần mềm Cinebench. Hai cái phần mềm này thì test đồ họa rất là ổn, và thêm một cái phần mềm đó là phần mềm Fullmax. Mình sẽ tắt lại đi cho nó đỡ choáng. Accept luôn. Nè, đây nó có cấu hình của nó nè, con G7 thì có cấu hình là i7-9750H. Con này là 6x12 luôn. Đó. Cạc của nó là 1660T nè, hai cái cạc này đều là 6GB hết. Chiếc máy này được cái là có màn hình có cảm ứng và màn hình 2K. Chiếc Alienware nè. Bây giờ mình sẽ test cái GPU, nghĩa là cái cạc màn hình á. Mình sẽ cho hai chiếc máy nó chạy thử. Màn hình 2K thì chắc chắn là độ sắc nét nó phải phải sắc hơn rồi. Mọi người nhìn qua bằng camera cũng thấy rồi. Bên ngoài nó khác biệt xa lắm. Mọi người thấy không? Mặc dù hai cái cạc đều là 6GB, tuy nhiên là cái cạc này tới 1660Ti, nghĩa là sâu rất là nhiều, nhưng mà tốc độ chạy của cái chiếc Alienware đi trước rất là nhiều luôn. Mặc dù cạc nó chỉ có 1060 thôi, nó đi trước có thể nói là cũng khá là lâu. Thì FPS mà nó đưa ra là cái con này chạy trên phần mềm này là khoảng 52. Đó. Đối với cái chiếc này thì nó đi đâu khoảng gần 40 à, 35-36 FPS à. Bây giờ mình thử, mình chạy luôn cái phần CPU cho con máy này chạy trước thử. Đây là một cái phần test CPU.
cũng nói với mọi người là con này chỉ có 4 nhân và 8 luồng thôi nha. 4 nhân 8 luồng, trong đó con này là 6 nhân 12 luồng nè. Nên thử mình sẽ xem thử coi bên chiếc nào sẽ hoàn thành cái công việc này nó trước hơn. Sau khi mà test xong cái phần mềm Cinebench này rồi thì mình sẽ thử mình chạy full max tầm 1 phút rưỡi cho mọi người kiểm chứng xem cái nhiệt độ, cái FPS. Đối với hai chiếc máy này thì CPU bên đây nó sẽ nhỉnh hơn chắc chắn rồi, tại vì nó 6 nhân 12 luồng lận. Còn bên đây chỉ có 4 nhân và 8 luồng thôi. Bên kia đã hoàn thành rồi. Thì nó bù qua sớt lại được cái cạc bên đây, có thể nó làm nó chạy hỗn hơn. Dĩ nhiên là khi mà chơi game thì nó lại tùy thuộc vào cái loại game và cái tốc độ đường truyền, rất là nhiều cái yếu tố xung quanh nữa. Nó đã hoàn thành hai cái rồi. Bây giờ mình đóng là mình thử mình test full max khoảng 1 phút đến 1 phút rưỡi cho mọi người kiểm chứng thêm. Thì ở trên đây mình có tải sẵn phần mềm full max rồi nè. Đó, ví dụ như cái anh Alienware này hiện như FPS của anh đã đâu khoảng 80 rồi nè, nhiệt độ khoảng 55 độ. Thì con này nó dao động khi mà mình test những cái phần mềm này nó rơi vào khoảng 80 đến 100. Với mà cái chỉ số mà khoảng 30-40 FPS là mình có thể mình khiến game gọi là giải trí là khá ok rồi. Vì nó có những cái mức mà để mà mình phân tích về game á, thì FPS 30, 60, rồi 90, 120, 240. Khoảng đó, nghĩa là cái FPS khi mà game nó sẽ tầm khoảng 80 đến 100, 120. Đó là một cái mức khá là tốt. Nhiệt độ hiện tại nó đang là 62 nè. Khi mà các bạn mà đi mua máy chơi game thì các bạn cũng nên test mấy cái phần mềm này. Phần mềm này nếu mà bị lỗi phần cứng hoặc là bị nóng máy là tự động nó sẽ tắt máy liền ngay cái bụp. Hoặc là nếu mà bị lỗi kẹt thì nó sẽ bị nhâm. Nó sẽ bị nhâm. Mọi người lưu ý cái này. Mình sẽ thấy nó bị nhâm giống như răng cưa vậy đó. Nghĩa là cái kẹt của nó có vấn đề. Ok, cảm ơn mọi người. Vừa rồi thì chúng ta vừa đi trải nghiệm nhanh hai cái dòng sản phẩm chuyên game và đồ họa, đó là Dell G77590 và dòng Alienware R3. Thì thực ra thì thêm một cái yếu tố nữa mà mình thấy Alienware nó có những cái điểm mà làm cho những cái tín đồ mà mê game á lại càng thấy thêm có cái phần phấn khích. Một cái điểm mà mình thấy là Alienware cũng lấy được điểm cộng, và đó là cũng là coi như là một điểm nhấn đối với cái sản phẩm này, đó chính là Alienware lại có một cái phần mềm tinh chỉnh để cho nó gần gũi, nó phù hợp với từng cái đối tượng. Thì một cái phần mềm đó gọi là phần mềm Alienware Center. Thì với cái phần mềm này thì
chúng ta có thể chỉnh được tất cả những cái giao diện về phía bên mặt ngoài nè, nó có đèn logo nè, rồi bàn phím nè, touchpad nè, hay là màu bàn phím, thì nó đều cho mình chỉnh được những cái màu sắc theo cái ý của cái người mà sử dụng chiếc máy này. Mình thấy thực ra nó cũng không có gì là ghê gớm, nhưng mà cũng là một cái điểm nhấn để hướng đến khách hàng nhiều hơn. Trẻ thì thích cái màu sắc như thế nào mình có thể mình tinh chỉnh theo cái ý của mình. Mong là với những cái trải nghiệm nhỏ vừa rồi thì cũng có thêm một số thông tin để mình tìm mua một cái máy phục vụ cho cái nhu cầu công việc và giải trí của mình nó hợp lý hơn. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Cảm ơn và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.